If it's the last time, yeah. 나를 찾아왔던 밤이 끝이라면, yeah. 가만히서 야광별을 하나 둘. Hello hello, Sarah đã quay trở lại cùng video swatch và review song mới rồi đây. Vào giữa tháng 4 vừa rồi thì Peri Pera tiếp tục tung ra bộ son in tân binh mới với chiếc son in matte blur, khiến chị em fan Peri Pera mê mẩn. Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng Sarah cũng đã rước được bộ son này về mẫu sẽ liền cho chị em nè. Điểm đặc sắc nhất của bản son mới này là Peri Pera đã đầu tư hẳn một packaging hoàn toàn mới cho em nó luôn, chứ không còn tái sử dụng kiểu cách bình mực chỉ khoác hoa văn như những chiếc son thuộc dòng in trước. Packaging son gồm hộp bằng nhựa với thiết kế hình tam giác lạ mắt, có phần chóp đỉnh tam giác bằng nhựa trong nhìn được thỏi son ngay ngắn nằm ở bên trong. Phần hộp nhựa này thì được Peri Pera cho line màu đồng bộ với các màu son luôn, cho nên từng thỏi son thì sẽ có hộp nhựa màu khác nhau. Thỏi son bên trong thì là dạng ống thon dài bằng nhựa mài lì nhìn xuyên thấu màu son, có nắp nhựa màu hồng pastel ngọt mắt. Thiết kế son này thì làm sao có liên tưởng đến lọ ống nghiệm á, chị em có thấy vậy không? Về packaging thì son hơi kiểu bé hơn so với xe tưởng tượng, nó bé hơn hẳn những thỏi son kem thông thường ấy, nhưng mà yên tâm là trọng lượng son mỗi thỏi cũng là 3.8 gram chứ không bị ít đâu, và phần chất liệu bao bì thì cũng dày và chắc tay, không bị nhẹ. Nút cọ bông dòng in matte blur là dạng mút chiếc lá, có độ nghi nhẹ để ôm môi. Packaging đợt này thì ra thấy Peri Pera làm kỹ lắm đó, không chỉ xinh về bao bì mà còn giúp chị em mình phân biệt màu son siêu dễ dàng. Mua đủ cả bảng 10 màu son nhưng mà sẽ dễ dàng phân biệt ngay đâu là thỏi son mà sẽ cần lấy. Mở đầu bảng màu 01 Cottage Bay là sắc cam lưng chừng giữa nút và đất. Màu son không quá nhợt nhạt để sao gọi là nút, nhưng mà cũng không trầm đủ để thành tông đất đâu. Thuộc về tông ấm và có sắc cam rõ, cho nên màu son này làm xỉn vàng men răng rất là rõ ràng. Màu son cũng đòi hỏi chị em mình make up thật kỹ lưỡng, mắt má đi kèm mới xinh, không là nhìn sẽ rất là tái da. Chiếc son Peri Pera in matte blur là dạng son kem bông xốp, theo hướng velvet tint ngả nhiều về kem. Sa thấy son có phần rất là đặc, cho nên khi tán sẽ dễ bị hiện tượng vệt vệt không xinh. Chị em mình nhớ quét cọ qua lại nhiều lần và bậm môi để lớp son được mịn màu hẳn cho đẹp nhé. 02 Vintage Single là gam màu cam đỏ đất, có pha chút nâu trendy mà rất là nhẹ nhàng. Chị em sợ dùng những tông đỏ nâu trầm bị giá thì có thể thay thế bằng màu son này xem sao. Thuộc tông màu trung tính hơi ngả ấm, cho nên 02 cũng sẽ kén men răng nhẹ. Nhưng mà về yếu tố tông da thì chị em mình không cần lo lắng nhiều, tông da nào cũng có thể dùng xinh màu son này hết. Khác biệt rõ ràng nhất giữa chiếc son blur và velvet tint cùng nhà Peri Pera là lớp finish. Nếu mà velvet tint còn hơi bóng nhẹ và sẽ thay đổi vào độ dày mỏng của lớp son, thì chiếc son blur sẽ cho finish lì mờ theo xu hướng blurry trendy hẳn luôn. Chiếc son đặc hơn hẳn velvet tint cùng nhà, khá là giống velvet tint của Romaine, nhưng mà Romaine thì sao thấy son có phần khô hơn, bột hơn. Peri Pera in matte blur thì tùy màu son mà chiếc son có bị bột hay không và bị bột nhiều hay ít. 03 Headway Orange là gam đỏ cam tươi thuộc tông ấm với base hồng. Vì có cam sắc độ tươi và cả tông ấm cho nên 03 không thân thiện với men răng đâu. Màu son làm răng xỉn vàng đi trông thấy. Base của màu son này cũng khá là rực, cho nên mặc dù là đỏ chủ đạo thì màu son vẫn khá là dìm hàng các tông da ngâm. Chiếc son ở dòng Peri Pera in matte blur tint cũng sẽ thay đổi dựa trên màu son mà chị em mình chọn. Ở những màu son nhiều đỏ, có sắc độ trầm thì son sẽ mướt mịn hơn. Còn những màu son tông coral, tông nude á, thì chiếc son sẽ bị bột. Đơn cử như là màu son 01 hay 07 á, thì sẽ thấy son bị bột rất rõ và nhìn thấy hạt bột động ở trên môi luôn. Son đặt theo kiểu bông xốp cho nên chị em mình cũng có thể dùng dày hay mỏng, tán ra được nhiều mức độ đậm nhẹ khác nhau của màu son. Tuy nhiên thành thật thì sẽ thấy kết cấu của son hơi bị dày, khi đánh đậm rõ cả môi thì khá là nặng môi, cũng như sau một hồi sinh hoạt thì sẽ có lượng son dư, bết động lại ở vùng lòng môi không thoải mái. 04 Passion Apple là gam cam đỏ nâu trầm nhẹ thuộc tông ấm với base hồng, không kén tông da nhưng mà với 04 thì màu son vẫn làm xịn nhẹ men răng nhé. Điểm trừ trong phần thiết kế bao bì son là phần thành son làm thiết kế hình phễu với ống điều tiết lượng son ở bên dưới. Mặc dù sẽ thấy ống điều tiết này cũng gạn được bớt rất là nhiều son thừa dính lên trên thân nhựa của cọ rồi, nhưng sau tầm 3 đến 5 lần rút cọ thôi là sẽ thấy son trào dư dính lem nhem bẩn hết lên trên thành son luôn. Nhìn thỏi son hơi bị mất vệ sinh, về lâu về dài sẽ nghĩ nếu mà lượng son trồi dư quá nhiều thì cũng bị uổng phí nữa. 05 Dusky Orange là tông đỏ nâu cam gạch đang trendy. Màu son khá là giống Black Rue A12 và BA25, nhưng không trầm vậy mà tươi hơn hai tông. Màu son đẹp, trendy và không bị già tí nào đâu. Sắc son này cũng tôn da và làm trắng răng nữa. Đây là một trong hai màu son mà sẽ thích nhất trong dòng này.
finish lì mờ của chiếc blur tint sẽ thấy đi combo với những tông son trầm đậm á, thực sự đẹp luôn chị em ơi. Nếu mà đánh lòng môi thì sẽ được finish lì ưng ẩn lai màu thơ thơ, còn đậm rõ cả môi thì vẫn lì nhưng mà mịn mượt như nhung, không bị bén lẹm như là son kem lì truyền thống, nhìn tự nhiên hơn cũng như là đôi môi mượt mà hơn, không bị lộ vân môi. Vậy nên theo cảm nhận của Sa thì chị em nên chọn những tông đỏ trầm đậm như là 05 và màu son số 10 á, sẽ tuyệt nhất cho chiếc son này đó. 06 Nes Coral là gam màu cam neon tươi bừng bật với chút base hồng coral. 06 thuộc tông ấm, vì quá tươi cam rõ mà còn thuộc tông ấm cho nên 06 sẽ xịn vàng men răng cực kỳ luôn. Màu son này thì chỉ thật sự xinh trên làn da trắng muốt thôi. Chị em mình cũng nên make up nền nha, bởi vì trên mặt mộc thì màu son sẽ làm xịn da và tố rõ khuyết điểm lắm lắm. Chiếc son ở màu này cũng bị bột khá là rõ. Mùi son ở chiếc In Matte Blur Tint này đối với Sa là một điểm trừ. Mùi son không nồng quá nhưng mà Sa thấy không phải là mùi thơm mà là dạng mùi hắc hắc ghê ghê. Sa không thích mùi này và Sa nghĩ những bạn mà nhạy cảm mùi hương á thì sẽ không ưng đâu. Tuy nhiên nếu mà bạn không quá khắt khe thì Sa thấy mùi son cũng không rõ. Không đưa lên mũi ngửi thì cũng không thấy rõ mùi đâu. Đánh trên môi tầm 1-2 phút cũng sẽ bay sạch mùi thôi. 07 Blush Pink là tông hồng san hô pha xíu đất thuộc tông ấm. Chiếc son ở màu này thì Sa thấy bị bột lợn cợn luôn. Màu son thì cũng khá là khó dùng, đòi hỏi da phải thực trắng và răng trắng dùng mới xinh. Nếu mà chị em mình để ý thì trên thân son in tới 2 mã màu son lận đó. Một là mã son theo số thứ tự và tên hãng đặt. Hai là mã son theo dạng code màu như là MRD01 hay là MOR02 vậy đó. Nhưng mà Sa thấy không cần thiết lắm đâu. Một mã son thôi là đủ rồi, vì chị em mình cũng chỉ cần mã son để nách màu mua cho dễ thôi mà. 08 Hush Pink Beige là tông hồng đất lạnh theo style cánh hồng khô. Màu son dễ dùng không kén da nhưng mà sẽ hơi xịn men răng nhẹ. Trong chiếc son In Matte Blur Tint thì Sa thấy không có dưỡng nhiều. Son không quá khô như là Velvet Tint Romance hay là Bia Blur Tint, nhưng tầm 1-2 tiếng là Sa thấy son cũng bị bay dưỡng, khô xe đóng vảy màu kém xinh. Hoặc chị em mình mà tán son quá mỏng á thì cũng sẽ thấy rất là khô môi và bị lộ vân môi rõ. Độ bám của dòng Peripera Blur Tint thì cũng không cao, son sẽ để lại dấu môi rõ màu khi chạm. Ăn uống là sẽ trôi tuột, trung bình son bám được tầm 3-5 tiếng thôi. Bản son này thì cũng sẽ không có lớp sen màu để lại đâu. Nếu đặt lên bàn cân 3 chiếc son cho finish theo trend Blurry Melody đúng chuẩn nhất á, là Romance Velvet Tint, Bia Blur Tint và bản Peripera In Matte Blur Tint này thì Sa nghĩ là Sa thích Peripera nhất. Chiếc son có vẻ dịu môi hơn cả, không khô nhiều và bột rõ như hai chiếc son còn lại. Bản màu cũng đa dạng hơn. 09 Thrilling Red là tông đỏ cổ điển với sắc đỏ hồng trầm thuộc tông lạnh. Màu son này tôn da và trắng răng khỏi bàn. Khi kết hợp tông son này với finish Merly Trendy á, Sa thấy môi mình như bọc nhung vậy. Chị em mà tìm một màu son dễ dùng tuyệt đối thì Sa sẽ rating ngay 09. Sắc son này khi dùng lòng môi thì ngọt ngào, mà đánh full môi thì nhìn rất là sang xịn. Mỗi thỏi son Peripera In Matte Blur Tint có trọng lượng là 3.8g, giá Sa mua tại Việt Nam là 169.000 một thỏi. Giá thành này thì rất là bình dân, cho nên chị em mình thích là nhích thôi, không bị đau ví quá đâu. Màu son Sa thích nhất trong cả dòng son này là mã son số 10, True Red Brick, tông đỏ nâu gạch cực kỳ hợp với xu hướng màu son hiện tại, cũng rất là dễ dùng, tôn da và làm trắng răng. Đánh đậm rõ full môi màu son này thì nhìn ngầu như trái bầu luôn. Những hôm mà không biết dùng màu son gì thì Sa sẽ dùng ngay những tông son trầm, và thỏi son này là thỏi son Sa nghiện luôn, dùng hoài mấy ngày gần đây đó. Mặc dù xét tổng thể thì chiếc son In Matte Blur Tint nhà Peripera vẫn còn nhiều điểm trừ như là kết cấu hơi dày nặng môi nè, độ dưỡng không cao, mùi son hơi ghê, độ bám cũng không bền, chiếc son chưa đồng đều giữa các màu, có màu bị bột rõ. Nhưng mà Sa thấy trong những chiếc son cho finish Blurry đúng chuẩn á thì chiếc Peripera có vẻ là ổn nhất rồi. Giá thành êm mà bản màu son cũng rất là đa dạng, đúng xu hướng nữa. Nếu mà chị em mình đang tìm một thỏi son cho finish Merly á thì Sa sẽ rating thỏi son này. Hai màu mà Sa thích nhất là màu số 10 và 05. Trên thang điểm 10 thì Sa sẽ cho son 8 điểm. Video ngày hôm nay thì đến đây cũng đã hết rồi. Sa cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của Vitin Yaway nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye bye.